Xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người đến với mình là Hoàng Thanh. Thì hôm nay là ngày mùng 6 các bạn, mình sẽ đi giao cái chiếc phà phước trăm này qua bên Phú Quốc cho anh chủ bển nha. Đây mình đã vệ sinh sạch sẽ gọn gàng hết trơn rồi, ở phía đằng sau cabin thì mình buộc lại ha, tại vì cái chiếc này không có quấn băng keo được các bạn, nhất là cái hàng rào nè, đó hàng rào đủ thứ tùm lum tùm lưa hết trơn. Bây giờ mình không có quấn băng keo, mình chỉ buộc cái cabin cho nó dính lại cái phần thân thôi. Máy móc đồ thì mình đã kiểm tra ok hết trơn rồi đó, hoàn thiện hết trơn rồi. Bây giờ thì chỉ còn việc là đưa em nó lên xe và đem về chủ thôi. Đây chiếc tàu kéo huyền thoại này cũng sẽ đi qua bên Phú Quốc luôn ha, này sẽ đi bển làm mưa làm gió nữa đây các bạn. Này qua bển sẽ có những cái màn thể hiện đẳng cấp ở bên Phú Quốc nha các bạn. Đem em qua bển đừng chạy giao lưu với anh Phước Trâm. Này tay điều khiển xăng thơm gì nhớt thơm gì mình đã soạn sẵn chuẩn bị trơn nè. Bây giờ thì đợi xe tải xuống nữa là mình tiếp tục cái cuộc hành trình các bạn ơi. Rồi, bây giờ đem lên xe chơi nha các bạn. Đấy chưởng chiếc xe nhỏ xíu nhát này trời. Chiếc phà, chiếc xe thêm chiếc tàu kéo nữa. Kéo nằm lúc lúc mị chổng ấy. Rồi cái này đi qua tới Phú Quốc an toàn là mừng rồi. Rồi chim vô đó đi để nó chạy. Này nữa nè, mỏ này hồi ấy nữa nè. Vừa luôn trời. Cái đít ngoài sao là đụng vô cái dẫn xe tải luôn rồi. Cái mỏ này là còn có chừng tắt máy nè. Đóng cửa lại nữa là vừa rồi. Rồi cái giá đó đẩy đi bỏ bên đây nè. Bỏ bên cái chân này đẩy đi nó sắp. Ủa chiếc xe lại để chiếc xe nó ngã. Bây giờ tới Thanh Bình rồi. Cái đường lỗ hang không mà trời. Thì chạy được có 5 cây số trên giờ. Chừng nào tới chừng nào. Chừng nào tới Phú Quốc thì không biết nữa. Nè lỗ nè. Trước thì bụi, đây rồi lỗ. Đi nào đi đừng về Đồng Tháp các bạn ơi. Nè Đồng Tháp nha, anh các bạn đi né né cái đường này ra. Ôi trời. Đây cuối cùng nãy giờ lăn lê lết tới được cầu Bảnh các bạn ơi. Khỏi chưởng cái đường nãy thì đường này chạy mới nhanh được nè. Này còn đoạn rất là dài luôn. Ngày mà lên tới trên Hà Tiên mới đi ra Phú Quốc được. Đoạn nữa thì bây giờ mình bắt đầu ngừng ở cái xăng Nguyễn Bình nha các bạn. Đậu đây đừng đợi xe anh Phước phía này tới đây rước. Thật là quái trưởng thiệt. Bây giờ giống như là mình đang vô gia cư ở đây vậy. Trời ơi chiếc xe nè. Đem hết luôn một chiếc phà, chiếc tàu kéo thêm chiếc xe nữa. Chiếc xe đâu mới chạy bụi ghê gớm thì giống như trong nhà máy xe lúa vậy. Không biết chừng nào mới lết qua được tới Phú Quốc đây. Thật là quái trưởng các bạn. Hết nhìn ra chiếc tàu luôn rồi, quá bụi rồi. Rồi hiện tại bây giờ là 12 giờ 27 phút nha các bạn. Bây giờ xe bắt đầu vô lấy đây. Lấy lần sang lên đi Phú Quốc đây. Quái trưởng thì đuối thì luôn các bạn ơi. Không biết sao khi lên nữa đây không biết nữa. Nè một chiếc phà, chiếc xe thêm chiếc tàu kéo nữa nè. Xe này của anh Phước nha. Bắt đầu mình sẽ khiêng đi lên trên chiếc này và sang qua xe này cái nữa mới đi ra tới Phú Quốc được các bạn. Giao chiếc tàu này phải gian nan luôn. Rồi nữa mà đem lên chảnh. Ít đồ nhiều dữ anh. Đồ nhiều dữ hả? 30 xe hàng, xe gần 30 tấn hàng mà.
Rồi chiếc phà. Trên nóc luôn hả? Ừ. Đem lên nổi không trời, cao dữ dằn gì. Không nổi cũng phải nổi chứ sao làm sao? Có mấy người kia nổi trơn à. Có ai không? Có mấy anh kia tới chưa? Tôi dọn dẹp rồi xong rồi nó chút tới đó. Dạ. Hiện tại bây giờ là 1:30 sáng nha các bạn. Mình đang ở trên cầu Dầm Cống này. Đây ở trên cầu Dầm Cống nhìn xuống dưới Long Xuyên nè. À, ban đêm rất là đẹp nha. Này khoảng tầm tới 5-6 giờ sáng mới tới Hà Tiên quá. Đây lên trển còn tầm 200 cây nữa các bạn. Tại vì hồi nãy cái phần mà khiêng lên á, tại vì mình bắt buộc phải khiêng tiếp anh tài xe đó bạn các bạn, bởi vì không có quay được cái đó cho bạn xem. À, trên đây cảnh rất là đẹp nha. Đây hiện tại 5:50 sáng các bạn. Mình tới bến phà rồi. Này chiếc máy là chiếc 2. Chiếc 3 đi qua bển trước rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống chiếc này đừng đi qua bên Phú Quốc này. Chiếc này thì hình như là nhỏ hơn cái chiếc 3 các bạn. Chiếc 3 là chiếc bự nhất. Xe bắt đầu ve xuống nha các bạn. Mệt quái trưởng, mệt. Đây hình như là cầu Tô Châu nè. Phía bên cái chỗ mà đỏ đỏ xanh xanh bên bển là chợ Hà Tiên nha các bạn. Cái này thì nằm ở ngoài cầu rồi. Đây, buổi sáng ở Phú Quốc rất là đẹp các bạn ơi. Lộn Hà Tiên chứ. Mình mới vừa ra cửa biển Hà Tiên rồi chứ chưa tới Phú Quốc đâu. Ở ngoài này thì có rất là nhiều hòn luôn nè các bạn. Ờ, sáng mà trời mọc lên cánh sáng vàng nó lẫn lộn vào nhau nhìn nó rất là đẹp nha các bạn. Đó, mây cũng đẹp nữa nè. Ở phía bên đây thì có mấy cái hòn hay núi gì bên đây nữa các bạn, nhưng mà mình không có biết tên nha. Nước biển thì rất là trong xanh luôn, nước biển trong xanh luôn. Cái này mà mình đi lặn đi dưới là giờ thấy mặt luôn các bạn. Đây là biển mà sao nhìn nước nó đạp các bạn, cực kỳ đẹp luôn nha. Lai gai rồi nè. Vào wow, nguyên cùng mây đen trên đọt luôn. Và bây giờ hiện tại là gần 9 giờ sáng nha các bạn. Mình đã chuẩn bị cập cảng Phú Quốc đây. Đây là chiếc 03 mà mình đóng mô hình cho ảnh đây các bạn. Đang đậu trong trống. Rồi sóng dữ người ta. Cái này không biết sao mà bỏ chiếc phà của mình xuống chạy được đây nữa. Sóng kiểu này chiếc xuồng chịu còn không nổi thì chiếc phà nhỏ của mình. Wow, thật là quải trưởng các bạn, nhìn cầu cảng này nó quýnh là dập dập binh binh luôn nè. Đi lên bờ xong còn đoạn tầm cỡ 6 cái số nữa là tới công ty Anh Phước nha các bạn. Wow, từ mình đi từ 12:30 trưa ngày hôm qua là bắt đầu soạn đồ đi. Bây giờ tới đây là 9 giờ sáng. Đây 9:14 luôn rồi. Vậy là chút xíu nữa nếu mà tới chỗ giao hoàn thành hết trơn là 24 tiếng rồi ta. Rồi 24 tiếng. Ủa đúng rồi 12 giờ ngày hôm qua tới 12 giờ ngày hôm nay. Thật là quái trưởng các bạn ơi. Tới chỗ các bạn ơi, chuẩn bị khiêng tàu xuống thôi. Đây là công ty của anh Phước Trâm. Mẹo vô. Trình mình đã xong rồi nha các bạn. Thì hẹn anh em ở những clip sau nha. Anh em cảm ơn anh em đã xem hết clip này. Anh em thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha. Đây là anh Phước.